Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm cùng đoàn công tác của Chính phủ và các bộ ngành đã đến thăm làm việc và tặng quà tại các cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, ngành chuyên môn và lãnh đạo cán bộ quản lý của cơ sở đã phấn đấu tạo mọi điều kiện tốt, quản lý và điều trị cai nghiện cho học viên trong thời gian qua. Phó Thủ tướng phấn khởi vì có được cơ sở 2 khá khang trang, cơ sở vật chất được quan tâm, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu cai nghiện và điều trị cho học viên. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long cần phát thảo dự án mở rộng, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Nguồn kinh phí sẽ được Trung ương nghiên cứu, tranh thủ nguồn nào đó để bố trí đúng theo quy định. Vĩnh Long không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, nhưng thống nhất quan điểm, địa phương và Trung ương cùng đầu tư xây dựng để tỉnh Vĩnh Long là điển hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long về quản lý điều trị nghiện ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Nhận lời mời của ban lãnh đạo báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đoàn đại biểu báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 25 tháng 6. Tại La Habana, làm việc chính thức với bà Yalin Ota Rivera, Tổng biên tập báo Granma, ông Lê Quốc Minh đã giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm về quá trình phát triển của báo Nhân dân, cũng như công tác nghiệp vụ của tập thể cán bộ công nhân viên của tờ báo với tư cách là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng biên tập báo Nhân dân tin tưởng sự tham gia tích cực của những người trẻ tuổi sẽ góp phần tạo ra một tờ báo hấp dẫn đối với thế hệ tương lai, đồng thời chống lại những biểu hiện của xu hướng tiêu cực trên web và trở thành một điển hình về một tờ báo kỹ thuật số có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ông Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra các công cụ cần thiết hỗ trợ các biên tập viên để có những sản phẩm báo chí xuất sắc nhất. Bà Yalin Ota Rivera, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Tổng biên tập báo Granma, cho biết nhật báo này là mục tiêu thường trực của cuộc chiến truyền thông chống Cuba, đồng thời phải đối mặt với những hạn chế ngày càng trầm trọng về nguồn lực do các tác động của bao vây cấm vận. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên báo Granma không ngừng nỗ lực phấn đấu và phát huy truyền thống là ngọn cờ đầu trong công tác thông tin và định hướng dư luận của mình. Lãnh đạo hai bên cũng nhất trí một số lĩnh vực cần đẩy mạnh hợp tác giữa hai tờ báo trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn, hợp tác tuyên truyền, xuất bản, chuyển đổi số. Tại buổi làm việc, đoàn đã thăm một số ban chuyên môn của báo Granma, trao đổi cùng các cán bộ phóng viên tại báo. Thăm trụ sở Hội Nhà báo Cuba UPEC, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã chia sẻ nhiều quan điểm về định hướng hiện đại hóa báo chí. Trao đổi với Chủ tịch UPEC Ricardo Ronquillo Bello, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh chuyển đổi số không phải là thay đổi công nghệ mà là thay đổi con người, quan trọng nhất là thay đổi tư duy. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh khẳng định, một trong những yếu tố bảo đảm thành công cho quá trình chuyển đổi số của truyền thông là phải có một chiến lược để hiện đại hóa, có tính đến sự khác biệt giữa các phương tiện truyền thông lớn và truyền thông địa phương, thiết kế trải nghiệm của độc giả, tạo động lực để không có sự phản kháng đối với quá trình chuyển đổi và khuyến khích người lao động. Cũng tại trụ sở UPEC, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã có cuộc trao đổi trực tiếp và trực tuyến cùng đồng nghiệp Cuba về chuyển đổi hệ thống phương tiện truyền thông của Việt Nam trong thế kỷ 21 và thách thức của trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức điện có đoạn viết: trong 72 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua nhiều khó khăn thách thức, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân và đất nước. Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng cũng như trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất tự hào và vui mừng về thành quả đã đạt được trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ
gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương gửi lãng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ, Chủ tịch Thượng viện Say Chum. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương gửi thư chúc mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Prak Sokhon.